Xin chào cả nhà đang đến với kênh của Lợi nha. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Lợi sẽ làm món cá lau kiến hấp sả nha cả nhà, ăn với chị Hương. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn với lại một chén ớt siêu cay nha cả nhà. Lợi sẽ đâm cho miếng ớt thiệt là nhiều ớt để thử thách. Và ngày hôm nay hai vợ chồng Lợi sẽ có một màn troll chị Hương nha cả nhà. Và cả nhà hãy đợi xem hai vợ chồng Lợi troll cái gì nha. Để coi coi chị Hương có thể biết không nha cả nhà. Cá lau kiến này thì vợ lại mua, nhờ chị Hương mua giùm á cả nhà ơi. Nhiêu đây là nhiêu ta? Nhiêu vợ? 5 kg anh. 5 kg hả? 5 kg cá nha cả nhà. Rất là ngon nha. Cha Lợi thì bây giờ đang lột sả nha cả nhà. Lột sả. Sả này cha Lợi tính bầm ra đúng không cha? Bầm. Lót cho bào, cho bầm với ớt. Nhét vô. Nhưng mà lần này là ăn cay thiệt cay nha cha. Này là phần thưởng lớn hơn. Không, cá đó mình làm cay mới ngon. Cho cha ăn ra nước mắt một bữa để hổm cho nhẹ đô quá. Cha ăn bình tĩnh quá, không được. Cái gì? Cái gì bỏ vô bình rác? Chị và bác Bảy cho dịch ăn hả? Trời đất ơi. Cả nhà ơi, đây là thanh long của cha và bác Bảy. Cái vuông này là cha với bác Bảy hùng nè cả nhà. Thanh long này thì hôm nay thì cha với bác Bảy đang được lái chào giá là 28 29 ngàn gì đó. Đó. 29 ngàn cả nhà. 29 ngàn ký. Ủa cha, nhiêu đây là bao nhiêu gốc cha? 140 gốc cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy trái chín không? Đó. Cha lại đang bào sả này cả nhà. Cha là quyết tâm với lại cái món này lắm. Cha rất là thích ăn cá lau kiến nha. Cha nói hôm qua cha tính mua. Ngon sả. Chị Hương, cha tính mua mà sao mình mua trước cha nữa đó chị. Đây. Giờ lại thì bằng mớ. Đây hai cha con này cả nhà. Cả nhà thấy hai cha con không? Đó. Hai cha con giống y luôn. Quá nhanh lên coi quà. Đầu cổ em thấy ghê nè. Rồi bây giờ rồi này xong chút xíu cho cha nhồi vô bụng nó đúng không cha? Vô vô trong cái bụng đó là mình hấp. Dạ. Yeah. Bụng xả ớt, nhồi vô rồi hấp. Rồi ngon lắm. Làm vậy lâu đi nha. Bây giờ. Ê, cho bà Hương uống bia không ta? Hương uống không ta? Bà Hương uống bia không bà Hương? Hả? Uống bia không? Được, được. Rồi được. Rồi, còn mấy lon cha? 4-5 lon gì vậy? Rồi nay cho bà Hương bà xỉn bà quậy bữa rồi cả nhà ơi. Bà Hương bà xỉn là bà leo đọt cao bà ngồi không à. Đây bà Hương cô khô đang bầm ớt và sả nha cả nhà. Chúng ta sẽ chờ bà bầm để chút xíu bữa nhét vô à, cái tên Hương cô cô nữa. Ừ bà là cô cô mà. Làm lên ăn kêu cô Hương rau á. Tôi già lắm vậy lại. Ai, cả nhà đón xem coi chị Hương bao nhiêu tuổi nha cả nhà. Ai đón đúng có thưởng nha cả nhà. Không bao giờ ai đón đúng tuổi của chị, em chắc chắn 100% luôn. Thiệt thề. Không bao giờ. Không chơi người quen, người quen là người quen là hả, ai là đón đúng là người quen á. Gian vậy. Ai là nó bà mới gọi đầu hả gì bà Hương? Ừ. Sống mũi cũng cao nhồng chứ bộ ha. Bà đi xuống mũi đâu rồi bà Hương? Giống quá. Ta mũi tự nhiên à. Rồi làm gì mặc 2-3 cái áo vậy? Làm tiểu. Lạnh hả? Này mặc áo đồ vây cá đồ ghê ha. Chút tôi cho bà ăn xé họng bà ra nè. Bà ăn cay bà đâu có ăn lợi tôi. Cho hồi nữa rồi. Nay nhiêu tiền nữa? Chứ mỗi tập là được. Người ta bảo là em chị chơi ít tiền quá. Ngày hôm qua con được 100 ngàn á. Vậy em chính nói đâu ta. Ờ qua đây tuyết lông. Vậy em chính nói. Ngày qua con được 100 ngàn. Ta nói chơi 500 ngàn trở lên. Chơi gì có 100 ngàn. 100 ngàn được rồi. Chơi nhiều lần ha. Rồi, chơi nhiều lần. Được
trăm ngàn. Bữa nay dễ gì thắng được. Bữa nay có thối lại không? Để coi, bây giờ là để hấp cá nha cả nhà ơi. À, bây giờ cha lại với lại vợ lại sẽ bỏ cái xả vô bụng cá nha cả nhà. Tính ra công độ xả còn lâu hơn cái mành nữa ha. Ờ, mành còn lẻ hơn. Ừ. Chị nãy mua xả bào về làm cho rồi. Năm ngàn chị ăn xả luôn. Mà xả này em làm ở nhà mà ăn ngon thơm hơn ngộ lắm. Đúng rồi. Xả nhà sao mua xả ta làm nó không thơm ta? Không 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 phải, xả kia nó khác cái loại xả này. Phải không? Ừ. Cái cọng nó bự tổ luôn á. Mà trắng tươi hả cha? Cái cọng nó bự tổ mà nó trắng mà nó mềm. Ừ. Cái nó không có xanh như của nhà mình cha. Không có xanh, nó cứng như này là xả mình đây mới ngon nè. Ớt hết luôn nè bà Hương. Nhiều lắm rồi, cả chục cái rồi đó. Còn xả này nó cứng. Đang chú chín còn đây nè, còn miếng. Được rồi. Trời ơi, mười mấy 20 trái rồi. Em giết chị hả lại? Chưa chắc đâu nhu. Không biết ai giết ai. Lần nào cũng muốn hại người ta mà rốt cuộc không có khi nào mà hại được đó. Rồi. Kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ hâm lên. Ủa, hấp lên. Hấp lên là 30 phút nha cả nhà, là có ăn nha cả nhà. Xả nhiều nó ngon, cái gì ăn thôi. Rồi. Đây là sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi tay sạch lên vô đi Hương. Đó. Đây. Chúng ta sẽ đi hấp. Đây ra rửa cho. Và chúng ta sẽ nhờ Hương cô cô. Quá trời rồi, bà gọi đầu tóc tai bà như bà điên bán chú chiên luôn cả nhà ơi. Nấu nước chưa? Oh. Đây nắp lại. Rồi, chờ. Chờ nửa tiếng nha cả nhà ơi. Ủa này anh đâm ớt hay là anh đâm muối ớt vậy anh? Đâm muối ớt mà sao giờ muối tan đâu hết. Ồ chết luôn. Không lọt cái cối rồi. Kìa cha kìa rồi. Nó cũng bỏ. Nè cha con nè cha. Anh tính hại cha rồi. Kiểu này là anh Hùng sẽ la anh nữa nè. Không có. Thôi bây giờ lấy cái muỗng muối đó rồi bỏ muối lại thêm vô. Dây đâu có hoài lại. Kìa quay bắt Năm kìa, bắt Năm cho chanh dây kìa. Bắt Năm cho chanh dây, trời em phải uống chanh dây này nó mới thơm. Mới đem xuống qua hai bịch, đưa mạng bịch, còn bịch. Cảm ơn nha bác Năm. Ồ chanh dây này nè mới thơm nè cả nhà. Chanh dây mình ở đây. Mà héo nó con mà, nó đâu có hư đâu Năm. Anh hại cha đúng không? Không có nha, đây anh với chị Hương nè. Sát múc một chén riêng cho cha bỏ muối vô. Đúng. Còn anh với bà Hương là phải ăn cỡ này, cả nhà thấy không? Là không có lợi bà Hương đâu. Anh phải chơi bà giờ con trọt con què cũng được nữa. Anh không có làm lợi bà đâu. Thơm, siêu thơm luôn cả nhà ơi. Anh để cái này dưới đi để nó chín lá chuối á. Siêu thơm luôn. Cái này y chang như ốc luộc xả. Ốp xuống mới đẹp. Có cây dài ở đâu, siêu lấy cây dài. Ốp xuống nó đẹp rồi. Nửa này nè. Thơm quá trời thơm. Cha là thích ăn xả lắm cả nhà ơi. Em giật lá chuối cao quá cái nó bị rớt hết miếng này đây. Trời ơi cả nhà ơi, là cả nhà đốm tim. Đốm tim cả nhà ơi. Thôi rồi bà Hương bà nhảy nha, bà nhảy cứng mở luôn rồi kìa cả nhà. Cái clip này cả nhà nhớ đón xem chị Hương bao nhiêu tuổi nha cả nhà. Cha con dừng nóng á. Chết người thiệt 5 chứ. 5 ký cá mà. Ăn đằng nào cho nó hết. Vậy chứ bà Hương bà ăn hết đó cả nhà tính không? Rồi bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Em làm gì vậy? Bữa nay em cho chị Hương đổ nước mắm vô nước lọ. Hôm nay hai vợ chồng lại sẽ cho chị Hương nha cả nhà. Vậy mình sẽ bỏ đá vô, bỏ nước ngọt vô, thay nước mắm với nước ngọt màu hết. Nước mắm nó sẽ chìm xuống, còn nước ngọt nó sẽ nổi lên màu một chút. Ý là chút xíu nữa mình chị Hương chỉ có uống á, chị uống ở phần trên sẽ không cảm nhận được, uống gần tới khúc dưới chị mới biết được có nước mắm nha cả nhà. Chửi chứ. Rồi thôi để em đi thử ra đi. Ok.
Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ thì cả nhà đã sẽ cùng ăn cái món cá này. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mình sẽ đem vào tay vô. Mời cả nhà nha. Đây là món cá lóc kiến hấp xả. Đây, mời cha. Mình ăn giống mới trang trong rừng tôm rú quá cả nhà ha. Mời chồng hỏm kìa. Này, rất là mời chồng hỏm kìa. Nói là chiếu rồi ta. Ngon quá, để lại ăn thử nha. Mời cả nhà nha. Con chỉ thích hương xả. Con cũng thích ăn được cái xả. Con mừng xả là cầu rồi. Giang khai được không ta? Chấm mấy. Ôi, giống đang thịt gà quá ha chị Hương ha. Chấm gì vậy? Mình hấp vậy mà cá nó muốn nứt ra luôn á ta. Ừ. Là hai con đây. Cả nhà ơi, cá này á là nó ngon hơn con cá lóc luôn á cả nhà. Nghe giật luôn. Cay quá. Này anh hại người. Cái nước chấm cả nhà thấy không? Cay điếng họng. Nhưng mà ăn rất ngon. Ăn cá lóc kiến là phải ăn cay. Ừ. Nó cay nó tanh á. Cay nó mới không tanh. Ừ. Mà con cá này rất là ngon. Ngon lắm. Cái trứng cá này là wow. Cái trứng con cá này thì ăn nó sẩm 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 sẩm. Nó sạm nó giống như trứng cá sụp sụp kê á. Ừ. Không được béo. Giống gì vậy? Trứng cá kê. Vừa trứng cá kê hả? Đúng rồi. Chưa. Rồi cả nhà coi xả bên trong rồi cả nhà. Nè, có cút cá rồi. Vậy chấm nữa cắn cái đã ha. Cay hả? Ủa sao nãy nó ai uống bia không ai uống hết ta ha? Thế bia nước ngọt hả? Ăn này phải uống nước ngọt cho tiêu. Uống nước ngọt cho tiêu. Ngon quá cả nhà ơi. Ớt nè. Này loại đặc biệt dành cho chị Hương là Hương Coco với cha. Cả là cha con người cả đâu. Làm người ta lên clip người ta kêu cô Hương cả gì đâu á. Không bao giờ, không bao giờ mọi người đón được của chị Hương. Muốn chị qua YouTube của chị Hương. Đây là gà chồng em quay cho chị ăn được rồi. Được thôi. Ôi xả nó cay. Như đây là chưa thấy cay nữa đó. Vậy hả? Ừ. Xả cay quá trời. Ngon gì đâu á. Vô cái đi. Vô. Nãy chỗ đâu uống bia em uống luôn. Vô. 1 2 3. Vô. Sao bà không để ra tròn bò đi. Cái đậu béo ghê luôn cả nhà ơi. Béo hả? Ừ, ăn cái đậu á béo. Cái muối nó ngon thì ngon thiệt. Mà không dám quết luôn cả nhà ơi. Hay à. Ôi, gì mà nó cay, siêu cay luôn á. Nóng lửa cái rùng. Không giống quết luôn cả nhà ơi. Không có em mấy cái này em quết, ăn em cho nó trộn lên. Không giống dám quết cá. Không giống quết mà quậy đâu, quậy không à. Bạn ngon quá, lâu lâu ăn ngon quá. Mới cha tính đi mà cha đi mua rồi. Tôi mới nghe bác bãi nói ai, bắt quá trời.
đồng mấy đó, đồng như nước cạn hả chú Chính á. Ờ, kinh nó đồng á. Kinh cạn á, cái người ta đi mò. Là nó dân lửa bén. Bây giờ ở đây nước mặn đang vô á, nên kinh cạn hết trơn, người ta ngăn chặn hết rồi. Lâu lâu nó có tháng vậy hả cha? Ừ. Một năm nó có một đợt vậy đó. Để đợi năm nay chắc lâu. Năm nay chắc kinh nước chuột lâu. Rồi cá gì sao nó sống ta? Thì giờ con nào sống được sống. Nó không sống được thì nó sẽ chết. Theo quy luật tự nhiên hả? Ừ, mỗi năm là nó có một đợt. Cá tự biết chị nhớ là cách thả được cả 10 năm rồi nó mới nước mới chuột lại rồi. Đúng rồi. Năm rồi nhưng không có hai chú Chính. Không, rồi, con nhớ vậy con nhớ đâu có đâu. Ví dụ kinh nước này là nước cạn là nay cách cả 10 năm. Bây giờ cái kinh nào nó cũng đặn queo hết á. Ừ, khoảng cả 10 năm nay là nó có lo như vậy là ngon quá. Ôi ngon ghê luôn nào quất à. Cái quá nước nóng lửa luôn. Toàn là ớt không à. Vô của bà ở đây như này nè. Có không? Một, hai, ba, vô. Uống mà nó lựa cho chị cái ly có chữ nữa nè. Nãy anh tính lấy bia uống. Ừ. Vậy hồi nãy không lấy bia cho chị với lại người dài lo. Khá lợi. Cho xỉn rồi ha. Bữa hôm bác xỉn là bà leo lên độc cây bà ngồi không mà bà nhảy. Bà nhảy ghê lắm. Đó là sẽ là cái clip chị Hương xỉn rượu. Cay quá cả nhà ơi. Nóng lưỡi rồi. Chị nào cha đổ mồ hôi hột chứ đừng. Chưa, cha. Chưa đổ. Ăn ớt cay theo ngốt cái ăn luôn. Hồi đó con có biết ăn cay đâu, con về mãi con ở ai cũng ăn cay hết á, rồi con quen luôn. Đã ngon quá. Kệ chứ nha. Cay nhưng mà ngon. Ngon. Quá ớt ngon. Ăn cay như vậy nó cá. Bữa nay nước cạn đi ra đường chỗ nào ta cũng bắt cá hết á. Vậy nó sẽ ăn. Vui lắm. Tháng thì vô ngay chỗ mấy kinh mà bên nước á, trời ơi ngồi đông. Hồi chiều này con về không thấy người ta mò nữa chú Chính. Mẹ em cũng vậy á. Ngồi đông làm canh bên nước, vừa tưới lòng. Rồi sáng vô thấy đông, kinh dò vô đông. Cái cầu lú lên hết chả? Con nào cũng có trứng hết á. Cạn rồi. Mấy con có trứng luôn mà. Vô ngay chỗ bộ quá trời. Bên ở ngoài nó mang trứng. Cay thì cứ uống, đâu ai không cho uống đâu. Mày ăn có cho khóc không? Cho. Ngon. Hả? Ngon lâu quá mấy ăn ha. Đã quá trời. Lâu rồi đó. Lâu rồi. Đó. Lâu lắm rồi đó. Vậy mấy tháng rồi, cho clip mình có một clip ăn cái đâu có mà nó mấy tháng rồi. Mấy tháng vậy này giá phải năm rồi. Đúng á. Clip mình nè, chứ phải là ở nhà mình ăn cái clip mình ăn. Clip có, mình ăn vuông vuông á. Có. Lâu rồi. Lâu chắc 3 tháng nè. Mấy tháng rồi. Cha nhớ. Mới làm clip với tháng 7 à. Cha nhớ ăn nhà. Đây là tháng 6 mình. Gần được năm rồi ha. Đâu có lắm. À, lần clip hả? Gần được năm rồi. Năm chưa? Chưa, mới 7-8 tháng à. Năm năm rồi mình có kỷ niệm gì không? Có chứ. Có chứ. Kỷ niệm một năm làm YouTuber hả? Là tháng 2, 4 tháng nữa. 4 tháng nữa rồi. Đúng rồi, 1 năm. Đúng 1 năm con phải mời sư phụ con xuống. Ăn cơm dừa hả? Dừa. Mà sư phụ. Qua một nửa rồi nha. Vô cái nữa đi. Nhưng mình thử tổ này là bia đi. Cay hả gì á? Cay. Để em uống mà đem em ngại lắm. Đủ rồi. Trời ơi. Nửa hai ba vô. Bà quỷ thì bà uống nhanh ghê á. Quả. Cái ly của chị có nước mắm luôn. Nước mắm gì
gì bà nội? Ờ, thì ra hàng chi? Mắm nào đó? Mắm nào đâu hướng bà nội? Trời ơi! Nó chơi con nè, trong này có nước mắm nè. Hồn quá. Có, hàng chi? Hàng chi nó mắc kiểu thiên này. Nó mặn là gì? Hả? Hai vợ chồng mấy người em đúng là độc đáo thiệt. Nước mắm nào nước mắm? Mắm nào mắm? Hồi là hao quá. Nước mắm tao cho uống thử nước mắm nè, hồi mình lấy ra thử đi. Cho nó trời cuốn. Nước mắm nào nước mắm? Nước mắm á. Ai mà làm vậy? Hèn chi. Vô chứ thấy không? Nước mắm. Nước mắm. Thôi. Nè cả nhà nè. Vợ chồng nó coi thôi nè. Nước ngọt cái mà nó mùi nó vậy chứ nước mắm. Không có uống được nữa, cái khúc trên hồi nãy nó chưa có. Hèn chi. Hồn quá. Chị uống cái ly này. Em bắt chị uống cái ly này. Chị này có được bò. Không, chị cũng nghi ngờ lắm. Trời ơi, thì ra độc hại. Đây nè, của thằng Bo em sợ uống chung với em bé. Không có. Không có uống chung với em bé gì hết á. Này hồi giờ cho lớn càng còn bận ha. Chị nè, không lẽ em làm vậy với chị. Nước mắm gõ gà. Mắm là nước mắm là nước ngọt có mùi thơm vậy. Không. Cái nước ngọt nè. Ba người này là một phe nè, thôi. Không, cái nước ngọt bởi tao nấu mới không nấu có, rồi, cái mùi cái nè. Trời ơi, cái này tao nấu với thanh long nó thơm vậy đó. Thanh long đỏ nó thơm với nước mắm đâu. Ta nước ngọt vậy nè, hồi nãy cái khúc trên. Hay là cái ly này rửa không sạch thôi, nước mắm. Thôi, không có cái tiện rửa không sạch. Nước mắm đổ trở mà, nước mắm. Không biết em rơi vậy chị khán giả chưa làm clip rồi chị Hương á, nay có rồi kìa. Không lẽ rồi chị chơi, Hương uống không lẽ còn chơi chị Hương còn vậy ha. Đâu có, chị Hương này chắc cái ly này hồi nãy ai ăn uống nước mắm á. Không có. Ăn nước mắm á. Hồi nãy bà ăn bánh xèo á. Thôi ừ. Không có. Nãy bánh xèo bà ơi. Không xèo rồi nước mắm á. Cái miệng còn dính nước mắm á hồi á. Không có. Nước mắm rõ ràng luôn. Ôi nước ngọt, à nước mắm đậm. Con no quá, nãy con ăn. Con no quá. Hèn chi bữa nay mẻ vô đây mẻ ngồi. Cũng nghi nghi. Hùng quá chị Hương ơi, ai mà ghẹo chị vậy chị Hương ơi. Rồi chắc cái hồi nãy ai ăn bánh xèo uống ly này nước mắm thì nó hôi nè. Không có đâu, hèn chi hồi nãy giờ hai vợ chồng nhà ngươi rù rì. Ôi nó coi nè cả nhà đó, thấy chưa, nó như vậy là có rồi đó. Hùng quá à. Tại em sợ chị uống ly chua con nít bò để cho bò cái loại tiên người ta ra cái loại mới á. Loại mới á, cái này không có, này có cũng lon lót lót ra mà này có, này không có. Lòng của chị đó còn tổng kìa. Cái ly này là quả đem ra cho chị nè. Có rồi. Thì ra nước mắm à. Thì ra là nước mắm. Chơi xong chơi chị Hương. Cho nó uống không nghe mùi nước mắm ta. Nước mắm. Nãy ăn bánh xèo, nãy bánh xèo qua chừng nước mắm dính cái răng. Hồi nãy ai mà ăn bánh xèo uống ly này còn không. Cái ly này mới lấy ra không có. Không có. Chị Hương còn ăn bánh xèo nãy nước mắm dính cái răng. À, không có. Giờ uống nước đá vô mới tàn ra rồi mới hồi nước mắm. Quá cả nhà ơi. Quá no rồi. Lại đào hàng. Ôi cả nhà coi nè, bà ăn vậy chắc bà hôi nước mắm là phải rồi, chén ớt bà cổ gì đâu. Trong khi chơi chén ớt của người ta nè. Nè mà bây giờ có ai dám uống cái ly của chị không? Thôi mẹ nè, không uống chung. Bây giờ mấy người ly nè, không uống chung được. Hả? Không uống chung người hay nhiều người ly được. Bây giờ nè, lại dám uống thử cái ly của chị không? Có gì đâu bà ơi, bình thường có gì đâu. Sao? À, muốn anh. Đâu có nghe gì đâu anh. Nhưng mà tại em không nó nghe gì đâu, có nửa thì đó thấy không? Đồ nước mắm thì à. Hả? Nửa thì nước mắm. Tôi chạy vô chị để ý. Tại sao người ta ly này hết trơn? Mà bả ly này. Tôi tưởng nhà mấy người hết ly. Em sợ lộn ly với thằng Bo. Em còn cố tình em lấy ly sành để cho bả không cho. Vậy là con vô con lấy lộn cho nước ngọt, không lấy cho nước mắm rồi chứ gì. Không có trời đất ơi. Chế nước mắm nằm dưới đây nè, chế nước ngọt ở trên. Hồi nãy con uống cái phần trên thì chưa có. Con sợ là chỉ đưa cái ly này cho thằng Bo, con còn lấy cái ly cố tình con lấy cái ly sành để cho chỉ không đưa cho thằng Bo, nó cứ sợ thằng Bo uống trúng. Đó, đưa ly sành cho thằng Bo làm rớt bãi hả? Hồi nãy là nó rớt ở dưới này nè, chưa có lên. Con uống cái hớp đầu mà không có cảm nhận, tự nhiên cái hớp sau nó tan ra, trời ơi nó mặn. Vậy là nước mắm thiệt luôn hả? Mắm thiệt luôn á. Có giờ lỡ rồi uống hết luôn đi chứ không lẽ bỏ ai uống. Ôi uống gì được uống. Giờ nó mặn chát rồi. Trời ơi chắc em chết.
thôi vậy thôi lỡ rồi nè dặm. Thôi lỡ rồi thôi ăn con nó đi. Ăn con nó đi cho bù lại. À. Dặm hết sức. Hèn chi mình cũng nghi nghi lúc nãy là vợ chồng hắn rù rì mà mình hỏi rồi. Mình hỏi có gì nói lớn cho mình nghe. Không lẽ vợ chồng cứ rù rì. Mà không lẽ tao đi chế nước mắm vô đó là nói cho nghe. Phải. Nè mày lỗi của tụi em. Này là mai mốt là làm sao là phải cẩn giả kêu cho anh chị mà, em đang tại có mấy anh chị kêu cho anh chị Hương. Này là mai mốt mà ăn uống cái gì là phải kiểm tra cẩn thận. Không thôi là sẽ bị lừa nói nè. Thôi bây giờ cái giờ là xin chào em lại quý vị nhà mình ở tiếp sau nha. Chào bye bye.